Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Ok, thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi thu phục và tiến hóa tất cả các em Pokemon hệ nước nha các bạn. Mấy em Pokemon nào mà mình có thể bắt được thôi. À, còn lại là huyền thoại và những con Pokemon mình phải trade á thì mình sẽ không làm nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với những em Pokemon mà tiến hóa bằng luyện cấp trước đã. Ở đây thì mình sẽ có con Goldust nè. Rất là nhiều con Pokemon ở đây luôn. Trời ơi, nghe nó mệt nha. Goldust. Ok, mình sẽ tìm ra 5 con trước đi. Đó, mình sẽ tiến hóa một lần 5 con luôn. À quên, Goldust thì tiến hóa từ Shiedust các bạn ơi. Đó, con vịt ngốc nghếch. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có cái con Tentacruel. Con này sẽ tiến hóa từ con Tentacool nha các bạn. Nghe tên. Tên hấp dẫn đấy. Tentacool. Đó, nó đây. Con mực hay con bạch tuộc gì đó. Tiếp theo mình sẽ có thêm con. Trời ơi sao nhiều Pokemon quá vậy. Quá nhiều con ha. Chúng ta sẽ có con Shira. Shira thì nó sẽ tiến hóa từ con Hoshea tại level 32 các bạn ơi. Ok, Hoshea. Đây, con cá ngựa đây. Đó, rất là nhiều con luôn. Mình còn con gì nữa không ta? Gyarados. Chúng ta sẽ cầm một con Magikarp đây nè. Hồi đợt trước mình có thu phục một con Magikarp này nè. Đó, con này thì sẽ tiến hóa nhanh thôi. Chúng ta sẽ tiến hóa lên con Shiny Gyarados luôn. Đó. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có rất là nhiều Pokemon nữa. Ở đây mình sẽ có con Lantern tiến hóa từ con Chinchu nha các bạn. Trời ơi, Pokemon hệ nước thì nó quá nhiều luôn. Nó nhiều hơn cả Pokemon hệ lửa. Trời, kinh khủng. Ây da, gì vậy? Bị gì rồi? Đây, mình sẽ tìm kiếm cái con Chinchu nha. Lần này thì chúng ta phải thu phục và tiến hóa lẫn cả 60 con. Tầm 60 con gì đó, mình mới đủ hết tất cả các em Pokemon hệ nước lần. Trời, kinh khủng thiệt. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiếp tục vô đây và luyện cấp cho chúng nó thôi. Pokeheo phát đã. Đó, tiếp tục luyện cấp. Lại là gặp mấy con Rose Raining thôi các bạn ơi. Cái này thì mình sẽ luyện cấp rất là nhanh thôi. Đầu tiên thì nó có cái con Magikarp mà. Ok, Eruption một phát nè. Trời ơi, gọn trơn. Cái Pokemon là tiến hóa rồi đó. Ok, mình sẽ tiếp tục Eruption mới tiếp. Gladion hả mày. Lên cấp quá chừng luôn. Hợp được size up nè. Signal Beam. Cái này được nè. Mình sẽ thay bằng đây đi, Super Sonic. Ok, mình sẽ giết một con nữa nha. Rồi, đủ rồi. Ok, đây chúng ta sẽ học Water Pool cho con Tentacool. Mình sẽ thay bằng skill Grab này đi. Rồi, rinh được rồi. Rinh được rồi. Ở đây thì Pokemon nó đang tiến hóa rất là nhiều con luôn. Đầu tiên là con Magikarp ở đây nha các bạn. Nó sẽ lên cái con Shiny Gyarados đó. Trời, con này màu vàng rất là đẹp luôn nha. Lên Shiny Gyarados màu đỏ nữa các bạn. Rồi, thế là chúng ta đã đủ cái bộ ba Gyarados rồi đó. Một em. Ok, Hoshea nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi nè. Trời, sao nhiều con tiến hóa vậy. Đây, Hoshea đang lên cấp. Và nó đã lên con Seagra các bạn ơi. Con rồng nước. Và Shiedust nó cũng đang tiến hóa lắm nè. Tiến hóa một lần 3 con luôn. Trời ơi, lại xịn nhen. Ok, Shiedust. Shiedust. Nó lên con Goldust các bạn ơi. Và con này nhìn khá là xấu. Chinchu nó cũng tiến hóa luôn. Trời ơi, tiến hóa nhiều quá vậy. Rồi, 4 con nha. 4 con. Trời ơi, rất là xịn luôn. Đấy. Seagra. Và Chinchu nó đã tiến hóa lên con Lantern rồi đó các bạn. Ok. Học được skill mới nè. Còn mấy skill gì đâu không à. Rồi, mình sẽ thu hết mấy con này lại nha các bạn. Shiedust nè, Seagra nè, Gyarados, Lantern. Rồi, chúng ta sẽ bỏ mấy con này vào hết. Mấy con này mình có hết rồi. Có con Tentacool thì nó vẫn chưa tiến hóa nha. Chúng ta sẽ đến với những con Pokemon kế tiếp nha. Trời ơi, mới vào đã xong được 4 em rồi nè. Tiếp theo chúng ta sẽ có con Wasai. Con này nó sẽ tiến hóa từ con Whopper các bạn ạ. À quên,
Search không Whopper đã trước chứ. Đây, cái con ngáo ngáo đây nè. Whopper. Rồi, tiếp theo đó chúng ta sẽ có con Octillery. Con này sẽ tiến hóa từ Remoraid nha các bạn. Ok, Remoraid. Hồi ôi. Mấy em bộ mon hệ nước này là mình hơi bị cực khổ nha. Tiếp theo có con gì nữa đây ta? Ôi, nhiều quá. Con Wailer các bạn à. Hồi ôi. Wailer nó sẽ tiến hóa từ con Whammer tại level 40. Trời ơi, con này cao thế. Đây, Whammer của mình đây nè. Đó. Rồi. Tiếp theo còn gì nữa không? Quá nhiều con Pokemon luôn nè. À, mấy con này có nhiều con mình phải bắt nữa các bạn ơi. À, chúng ta có con Floatzel sẽ tiến hóa từ con Buizel. À, con này phải bắt luôn. Trời ơi, nhiều quá vậy. À, Lumineon tiến hóa từ Finneon tại level 31. Trời ơi. Finneon. Đó. Toàn bộ Pokemon hệ nước thôi. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến ở đây luôn nha các bạn. Có con boss bắt Banette nè, nhưng mà mình sẽ không đánh nó đâu. Ok. Bộ cái heo một phát. Chúng ta sẽ tiếp tục. Trời ơi, lên cấp liên tục luôn. Lava Lum trước nè. Skill đầu tiên với con Rose Ray này thì lúc nào cũng bị hụt hết. Skill thứ hai thì nó sẽ dính thôi. Ây da. Sao vẫn hụt luôn vậy? Mày nè con. Ồ, một em. Rồi. Hai em. Rồi, ngon. Trời ơi, nó lên cấp quá chừng luôn kìa. Xịn nhen. Má xịn luôn. Oh, water boons. Mình sẽ thay bằng skill này đi. Lock on. Eruption một phát nữa nha con. Rồi, đủ rồi. Lỡ tay là đánh chết ông mày sao? Ok, và Whopper nó đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn. Whopper. Ở đây nó sẽ có nhiều con tiến hóa ở đây. Whopper. Trời ơi, xịn nhen. Nó no. Nó lên con Wattshide rồi đó các bạn. Oh, Wazzy. Remoraid nó cũng đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Nó Remoraid nó sẽ tiến hóa lên Octillery đó. Sao con cá mà tiến hóa lên con bạch tuộc? What the hell? Nó lên con Octillery nè. Finneon nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi nè. Chịn nhiên. Finneon. Trời ơi. Và nó lên con. Con gì đây? Lumineon. Trời ơi. Ở con này được học được skill Octazooka nè các bạn. Đây là skill chuyên biệt của nó đó. Ok, xịn nhiên. Mình sẽ bỏ mấy con này vô đây. Octillery nè. Website nè. Đó. Bỏ chúng nó vào hết. Hey, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục với những em Pokemon khác nha. Trời ơi, còn rất là nhiều con luôn. Chúng ta sẽ có con Zeolisin. Trời, con này sẽ tiến hóa từ con Rillit các bạn à. Rillit. Ok. À quên, lộn, sợ trong đây chứ. Rillit. À, con này nè. Con này thì nó có hai dạng, một dạng đực màu xanh và một dạng cái màu hồng nha các bạn. Chúng ta còn cái gì nữa không? Barbaraco sẽ tiến hóa từ Pineco tại level 39 các bạn à. Hơi nhiều quá. Pineco. À đâu rồi? À nó đây, nó đây. Trời ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục. Còn con gì nữa không ta? Còn con gì nữa không? Còn con tiến hóa của cái con Launcher nữa, đó là Clon Wizard. Tên muốn lẹo lưỡi luôn. Launcher. Ok. Rồi. Launcher. Con này đơn giản thôi. Ai da. Launcher. Đây nó đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thôi các bạn. À chết, quên. Quên bộ cái heo quá mất rồi. Lúc nào cũng phải bộ cái heo một phát. Chứ không là chúng ta bị mất mấy skill hết. Con NT thì nó có ít skill lắm. Toàn skill chỉ sử dụng có 5 lần thôi. Ok. Rose Ray đúng không? Eruption mình nè con. Một em. Hai em.
ba em rồi, đủ rồi. Em thứ tư mình sẽ tiến hành chạy thôi các bạn ơi. Đó, và quế mơ của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Con này là cái con cá voi xanh. Ồ, các bạn nhìn thấy không, lên kích thước nè. Wow, kinh khủng vậy, trời ơi bự nha. Ồ, wow, con cá voi chà bá luôn nè. Nó lên con Whaler rồi các bạn ơi. Ồ, Rillette của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi kìa. Mình sẽ không thấy gì tại vì con Whaler nó che hết rồi. Định mệnh á. Trời ơi, con Whaler này. Whaler. Ok, Rillette nó đã tiến hóa lên con Jellicent rồi đó. Và Pineapple nó cũng bắt đầu tiến hóa luôn rồi kìa. Trời, tiến hóa một lần một đống vậy. Quá xịn luôn. Ok. Và Pineapple nó sẽ lên con gì đây? Baba Raikou. Oh. Rồi để mình thu hết mấy con này lại cái đã. Trời, con cá voi này bự quá. Đây. Ê da da. Chết rồi các bạn ơi. Trời, chúng ta. Rồi, mình bị kẹt. Đây, đây là con Jellicent các bạn ơi. Con này đẹp ha. Cấp 2 của con Rillette nè. Ngoài ra mình cũng có con Babarako nữa. Cấp 2 của Pineapple. Ok. Ba em đã bắt đầu tiến hóa xong rồi. Để mình gặp tên ba em cái đã. Pineapple. Đâu rồi. Để tôi tìm cái coi. Đây, một con nè. Jellicent nè. Và con Whaler. Whaler. Hình như Whaler mình để ở trang đâu nè. Trang đâu vậy ta? Whaler. Chết rồi. Whaler đâu rồi? Rồi, thế là mình đã xong hết được mấy con nữa rồi. Rồi, ở đây mình sẽ có khá là nhiều Pokemon mình phải bắt đây. Trời ơi, nó lại khá là cực khổ luôn. Để trước mắt mình sẽ tiến hóa hai em, đó chính là một con nữa thôi, đó chính là Tentacool thôi các bạn ơi. Mấy con kia nó tiến hóa muốn hết luôn rồi. Trời ơi, 1, 2, 3 rồi tiến hóa sạch bách hết luôn nè. Launcher này chưa tiến hóa. Từ từ bình tĩnh chứ, quên bộ cái heo nữa rồi. Ok, heo phát nữa nè. Mình sẽ tiếp tục nha. Tiếp tục tiến hóa cho chúng nó thôi. Mày nè con. Gọn trơn. Hai con. Ba con. Học được Bubble Beam nè. Chúng ta sẽ tiến hành thay skill cho chúng nó thôi. Rồi, run thôi các bạn ơi. Và cái con Launcher cuối cùng nó cũng đã tiến hóa luôn rồi nè. Trời ơi, xịn nha. Launcher. Wow, con này cái càng nó bự lên rồi nè. Thôi ơi. Đây là cái con Claw Wizard các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn. Học được skill Aura Fear nè. Wow, nhìn đẹp quá ta. Ok, còn một con nữa đó chính là Tentacool thôi. Có cái heo phát cả. Tiếp tục luyện cấp cho cái con Tentacool này thôi các bạn ơi. Con này lên khá là lâu. Eruption mình nè con. Một em. Chúng ta sẽ tiếp tục. Hai em. Ba em. Rồi đủ rồi. Nhiêu đây là đủ rồi. Wow, sao nó vẫn chưa tiến hóa ta. Con này có vẻ khá là lâu các bạn ơi. Xong tôi rồi. Và con Tentacool nó đã tiến hóa lên con Tentacruel rồi các bạn ơi. Con này cởi được. Bây giờ thì mình sẽ đến với em Pokemon kế tiếp, đó chính là Shellder nha các bạn. Đây, Shellder của mình đây rồi. Đó. Chúng ta sẽ tiến hóa nó luôn bằng Water Stone nha. Shellder. Tiến hóa nó luôn nè. Xài Water Stone cho nó lẹ. Trời ơi. Mấy con này thì quá là đơn giản luôn rồi. Để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Và nó sẽ lên con Cloyster nha các bạn. Đây. Cloyster. Wow. Nhìn cái mặt nó kìa. Con này cởi được luôn các bạn ơi. Hấp dẫn thiệt. Ok, cái con mèo thì mình cũng có luôn rồi. Có rồi thôi, chúng ta run đi. Không có đánh nó nữa.
Trời ơi, đúng là cực khổ mà. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với những em Pokemon kế tiếp nha. Chúng ta sẽ tiếp tục với những con kế tiếp. Ây da, thiệt là căng quá. Ok, đâu rồi ta? Đâu rồi đó? Ở đây thì mình sẽ tiếp tục luyện cấp cho con Grabby nha các bạn. Rồi chúng ta luyện ở cái ông trainer bên này nha. Đó. Tiếp tục mày hả con? Rồi. Ông này nãy giờ mình đánh thì thấy ổng có hai con thôi nên chúng ta cứ đánh mỗi lần một con thôi. Khổ thật. Đây là Grabby và nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Để mình xem thử nó sẽ lên con gì đây. Wow, con cua này có chút ẻo ha. Và nó sẽ lên con wow, nó bự hơn một xíu. Kingler các bạn ơi. Ôi ơi, nó lên con Kingler. Con này thì nó bự hơn một xíu thôi. Trời, không có gì đặc biệt. Cũng được thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục với những con khác thôi. Kingler đã xong rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục với con gì nữa đây. Để mình xem thử nào. Ở trong đây thì mình sẽ tìm luôn cái con Totodile nha các bạn. Totodile. Đợt trước các bạn có nhớ là mình có bắt một con cá sấu nhỏ như thế này nè. Đó, Totodile. Khá là may mắn. Nói chung gặp nó thì lụm nó thôi. Trời ơi. Rồi, vô đây tiến hóa nó tiếp luôn nha. Totodile. Này, Eruption nó một... Sacrifice đi. Eruption thì mình sợ cái con này nó không có xi nhê các bạn à. Cái con sức cồn này nó trâu quá à. Quá xá trâu luôn rồi. Trời ơi, nó bị cháy rồi kìa. Chết mình nha con. Fire Blast mèo phát nè. Rồi, thôi, đủ rồi. Rồi, Totodile của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Totodile. Và nó sẽ lên con gì đây? Totodile. Và đâu rồi? Sao nó đi mất tiêu rồi? Cái con Totodile này, sao mày nghịch ngợm quá vậy? Và nó lên con Croconaut các bạn ơi. Trời ơi. Cái tên nó hay double như vậy ha. Choco Croco. Ok, mình sẽ tiếp tục luyện tiếp luôn nha. Chúng ta Eruption một phát nè. Các bạn thấy không? Eruption nó không xin nha nhiều. Trời ơi, buồn thiệt. Eruption phát nữa luôn đi. Đó, phải hài phát mới chết con sức cô này. Đáng buồn thiệt. Vứt cái shit này đi. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện nó luôn nha các bạn. Sức cô. Mày hả con? Đó. Eruption nó phát nữa các bạn ạ. Mày hả con? Đó, chờ mày chết đi. Học được iFan nè. Thay liền. Quá đã luôn. Ok, thì bên đây mình cũng đang tiếp tục luyện cho nó. Trời ơi, cũng đang tiếp tục luyện cấp cho nó các bạn à. Ông bên này thì có con Colibit và con Roshray nữa. Ngoài ra ông còn có một cái con ông tên là Ninjat. Trời, hấp dẫn thiệt. Ok, Roshray. Roshray chết rồi kìa. Rồi tới con Ninjat thì mình sẽ không đánh đâu nha các bạn. Ninjat. Ok, không đánh ở đâu. Ông có Poliwag kìa. Wow. Cuối cùng thì em này nó cũng xuất hiện rồi. Hấp dẫn. Mình sẽ đi ra vào đây. Lặn xuống nước để mà bắt cái con Poliwag này luôn. Cấp 1 với... À quên. Cấp 2 với cấp 3 thì mình có rồi. Tuy nhiên là cái con Poliwag cấp 1 mình lại chưa có. Nhìn nó khá là giống cái con Hải Ly các bạn à. Trời ơi, lụm nó luôn. Whippon. Con này thì mình nghĩ sẽ là đơn giản thôi. Đó, thành công liền. Thêm một em Pokemon hệ nước nữa rồi. Poliwag nha các bạn. Đó. Chúng ta sẽ rồi, cắm cái đuốc đi. Ngợp thở chết. Ok, mình lại vô đây và luyện tiếp nha các bạn. Đang làm gián đoạn cái quá trình luyện cấp cho em Croconaut của mình. Trời ơi, Croconaut đã được cấp 28 rồi đó. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục luyện thôi. Flare Lip này nè con. Nó đánh hơi cũng hơi đau nhưng mà không sao. Nó học được skill run rồi nè. Crunch. Ok, rồi đủ rồi. Và Croconaut nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó các bạn. Đó, nhìn đã chưa. Croconaut, để mình xem nó sẽ lên con gì đây. Và nó sẽ lên con gì đây? Đây là con Feraligatr các bạn ạ. Trời ơi, nhìn nó bự nha. Đây là em cá sấu nước cấp 3 đó. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi ra ngoài và kiếm cho em một cái mon kế tiếp thôi. Wow, quá là một ngày cực khổ mà. cái con Philipper này mình có rồi. Mình
tắt nó đi. Ở đây nó còn có con boss killing nó mới xuất hiện nữa các bạn ơi. Boss killing, để mình lặn xuống và đi kiếm nó thôi. Thì con boss killing này nó có hai loại nha các bạn, một là màu đỏ và hai là màu xanh dương. Thì chúng ta phân biệt nó bằng cái màu ở trên sống lưng á, bằng cái vạch màu ở trên sống lưng thôi. Để mình coi cái thử cái con boss killing này nó màu gì nha. Boss killing, ai da chúng ta đang bị hết hơi rồi nè, phải cởi con Swanna mới được. Không là nguy hiểm lắm các bạn à. Boss killing đâu rồi? À bên đây. À con này nó có cái vạch lưng màu xanh dương các bạn à. Hấp dẫn. Lụm trước con này nha. Whipper. Đó. Boss killing. Trời ơi. Và có thành công hay không? Và như thế nào đây? Ô không thành công các bạn à. Wow, cấp thấp như vậy mà nó kháng cự mình ghê quá vậy. Trời ơi. Khó nha. Mình nhớ mấy lần trước mình thu phục mấy con bởi màn hình nước nè, chỉ một quả Whipper là xong à. Giờ nó hơi lâu một xíu, chúng ta chuyển qua Dive Ball thôi. Dive Ball. Và vẫn không thành công luôn. Trời ơi, tuy nó lâu nhưng mà vẫn không thành công các bạn. Mình sẽ đổi qua quả. Ây da, đổi qua quả gì nữa đây ta? Chắc lại dùng tiếp Dive Ball quá. Khó thiệt chứ. Đúng là khó thiệt sự à. Trời ơi, làm khó tôi quá nha. Tiếp tục Whipper. Chúng ta lại quay lại quả này thử đi. Và lần này thì có vẻ là thành công rồi đó. Trời ơi, nó làm mình nhớt nhớt lâu quá. Trời ơi, làm tôi nhả nhớt quá chừng luôn. Đây, ở đây có một con nữa là Wilfit các bạn à. Wilfit. Wilfit, mày đâu rồi? Trốn ở đâu kỹ quá vậy? Trốn ở đâu mà kỹ quá vậy ta? Đây, nó đây các bạn ơi. Trời ơi, ra đây là con Wilfit đó hả? Lụm mày luôn bằng Whipper anh con. Hy vọng lần này chúng ta sẽ thu phục nhanh, không như con hồi nãy nữa. Vẫn không nhanh nổi các bạn ơi. Ôi ơi, sao càng ngày càng khó quá vậy? Chúng ta sẽ chuyển qua quả gì đây ta? Dive Ball đi. Dive Ball. Trời ơi. Lần này để mình coi thử có thành công hay không. Vẫn chưa thành công bạn à. Khó nhen, khó nhen. May này còn Liverpool nha, mới cấp 20 mấy thôi mà. Cứ Liverpool mà xả thôi bạn ơi. Và đó, phải thành công như vậy chứ. Wilfit hả? Một con nữa. Con gì đây? Celot các bạn ơi. Celot, để mình đi qua mình coi thử nó nha. Celot thì nó có hai dạng, một là màu xanh da trời và hai là màu hồng đó các bạn. Con này là màu xanh da trời nè. Màu xanh dương chứ. Chúng ta sẽ lượm nó luôn một Whipper nha. Đó, đơn giản. Whipper. Lần này thì như thế nào đây? Thành công. Có con Grab nữa nè các bạn. Grab hả mày? Grab. Lụm mày luôn nè. Whipper tiếp tục. Lúc nào cũng Whipper hết. Grab hả mày? Và con này lần này thì chắc sẽ thành công thôi các bạn ơi. Đó. Nó không gây khó khăn như mấy con hồi nãy nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường nha. Chúng ta sẽ đi tìm những con Pokemon mới. Tiếp tục. Đây có con Staryu nè các bạn. Rồi mình đang định qua đánh cái cô trainer kia thì cái con Staryu này xuất hiện. Để chúng ta xem thử. Đây là cái con sao 5 cánh các bạn à, sao biển 5 cánh. Lầm mày luôn nè. Whipper nha con. Này thì tự nhiên mà xuất hiện hả mày? Whipper. Và con này như thế nào đây? Thôi đừng có gây khó dễ cho tôi nữa mà. Thành công luôn các bạn ơi. Xuống thiệt. Staryu. Lại có thêm một em nữa rồi. Có em Celot nữa nè. Để mình không em tí là mất không khí. Mất hết không khí các bạn à. Đây, Celot. Trời, để mình coi thử có phải là con màu hồng không. Và con Celot này nó có màu gì đây?
Ồ, xe lết màu hồng các bạn ơi. Ôi ơi, nãy có màu xanh rồi, giờ có màu hồng nữa là vừa. Trời xịn quá nha. Xe lết Whippen, quá sướng luôn. Trời ơi, may mắn thiệt chứ. Và dễ dàng hang. hấp dẫn. Thằng ơi. Rồi, ok, quá xịn luôn. Chúng ta lại tiếp tục. Tiếp tục thôi bạn ạ. Xeo lót hai màu. Ồ, đó đây nó có con Alo Momola các bạn ạ. Thôi để mình xem thử con này là con gì đây. Alo Momola. Đó, cái tên nó cũng lạ nữa. Ồ, nó dưới đây hả? À, nó đây các bạn ơi. Ồ, nên nó giống cái con Lurdis quá các bạn ạ. Ồ, nó giống cái con Lurdis đó đúng không? Lurdis là cái con cá màu trót. Cái con cá mà hình trái tim màu hồng á. Con này nó cũng giống giống như vậy, cũng hao hao thôi. Ok, chúng ta sẽ cố gắng bắt nó đi. Có vẻ sẽ khó đây các bạn ạ. Trời ơi, có con Sam biển nó vẫy tay với mình nữa kìa. Con này láo thiệt. Con Sam. Ồ, vẫn chưa thành công. Chúng ta sẽ tiếp tục quay với quả Nespawn nha các bạn. Nespawn, quả này chúng ta có thể dùng để bắt Pokemon hệ nước và hệ bọ. Còn Divebomb là dùng để bắt Pokemon đang ở dưới nước nha. Đó, mình cung cấp một xíu thông tin cho các bạn nào mà chưa biết đó. Tiếp tục là Nespawn. Và cái tỷ lệ nó sẽ tăng nhất định thôi. Cùng lắm là nhân 3 hay là nhân 4 thôi. Ok, Nespawn. Ồ, vẫn chưa thành công. Khó hen. Khó khăn quá hen. Nè, chuyển qua Man Phi để chúng ta thu phục tiếp. Mình sẽ tiếp tục thu phục nó luôn bằng Dive Bomb đi. Phải chuyển bom liên tục. Con này coi vậy mà khó thu phục quá các bạn ơi. Thêm mấy con Sam dưới kia nó cũng phá tôi nữa chứ. Định mệnh á. Ok. Dust Bomb thử đi. Giờ này là không biết dùng quả bom gì rồi. Một con Pokemon thường mà sao nó làm khó tôi quá vậy. Trời ơi, Dust Bomb. Ủa, Dust Bomb là không thành công rồi. Gì đây, Timer Bomb đi. Mày khó hả mày, cho mày Timer Bomb luôn nha. Và lần này thì, vẫn không thành công các bạn ạ. Timer Bomb không thành công rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với quả Dice Bomb nha. Dice Bomb. Trời ơi, bắt mấy con này mỏi tay thiệt chứ. Dive Bomb. Và đó, thành công liền. Như vậy mới xịn chứ. Nó còn một con Alo Momola mới nữa kìa. Rồi, quá đủ rồi. Thêm một em Pokemon hệ nước nữa rồi. Ở đây nó có một con Basculin nữa nè. Wow, để mình coi thử con này là cái... con này màu đỏ các bạn à. Các bạn thấy cái màu trên lưng đó không? Màu đỏ đó. Để mình lên mình kiểm tra cái màu của con Basculin cũ của mình. Coi thử nào, coi thử nó phải màu xanh. Rồi đúng rồi, nó màu xanh da trời nè. Đó, phải như vậy chứ. Rồi, đi dứt cái con này thôi các bạn ạ. Mày, Basculin hả mày? Ây da, mày bơi nhanh đó, Basculin. Lụm mày luôn mà Whippon nha con. Whippon, tham chiến. Whippon. Trời ơi, không được rồi, có vẻ khó đây. Divebomb đi. Whippon không được thì Divebomb. Có gì đâu. Divebomb nha các bạn. Rồi. Ôi, không thành công. Khó nha. Chúng ta sẽ qua quả khác đi. Nespawn đi. Trời ơi, xài đại hết. Quả nào xài được là cứ xài. Nespawn. Vẫn không được các bạn ạ. Trời ơi, mấy con Pokemon hệ nước này tập hôm nay sao làm khó tôi quá vậy. Hồi ôi, tức rồi nha. Để mình sẽ cố gắng các bạn ạ. Divebomb tiếp tục. Tiếp tục là Divebomb và thành công rồi đó. Ôi, hên đó. Không là bị tức điên đầu hết với bọn này rồi. Bình thường bắt dễ lắm các bạn à. Ngày hôm nay tự nhiên sao nó bắt khó. Không thể tin được. Tại chúng ta sẽ search tên các bạn xem nè. Đây, Basculin, đó, hai màu. Màu xanh da trời và màu đỏ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với những em khác thôi.
Lại xong hai em nữa rồi. First killing. Đó. Và bên đây có con boss Gyarados nè các bạn. Trời ơi. Hình như mình chưa đánh cái con này đúng không? Thunder mình là con. Nó bị choáng thì các bạn. Thunder một phát nữa con. Ui nó đánh đau quá vậy. Mình sẽ chơi Gyarados ra trận nè. Outrage nó nha. Ồ chưa chết luôn. Và ôi Master Ball. Cuối cùng thì chúng ta lại có thêm một quả Master Ball nữa rồi. Quá đã luôn. Đây là quả thứ 5 quả thứ 3 của mình rồi nha các bạn. Mình mừng quá đọc nhầm. Rồi, cắm cái đuốc. Để cho có thêm dưỡng khí chứ. Quá xịn. Ba quả Master Ball luôn rồi. Thôi tập hôm nay là quá đã luôn. ở đây có một có con siêu nè. Rồi. Nãy giờ thì mình đang ở cái vùng băng tuyết để mà bắt thêm mấy em Pokemon hệ nước nha các bạn. Đây là siêu. Nó có thể tiến hóa lên con Dewgon nữa. Nhưng mà để mình sẽ bắt con này trước nha. Siêu. Trời ơi. Siêu hả siêu? Đó, xong một em nữa rồi. Quá sướng luôn. Trời ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục cuộc hành trình thôi. Tiếp tục với cuộc hành trình thôi. Bên đây có một cái Pokéjet nè. Vanilla hả? Pokéjet, để mình qua mình mở xem thử nó có gì nha. Pokéjet. Để chúng ta qua kiểm tra thử xem nào. Đó. Nãy giờ thì mình vẫn chờ mấy em Pokémon ở vùng này xuất hiện thôi. Mấy em hệ nước á, nhưng mà vẫn khó quá. Khó quá, tụi nó không có chịu xuất hiện. Thôi ôi, khá đáng buồn luôn. Bing. Master Ball. Lại một quả nữa bạn à. Quá đã luôn, trời ơi. Mở cái Pokéjet thường thôi mà chúng ta đã được Master Ball rồi. Trời ơi, hôm nay may mắn vô cực hay sao vậy? Mà ghê quá vậy. Trời ơi, con gì băng nữa. Có con Spell nè, Spell. Ok, nó khó đọc nè, Spell. Ok, đi qua thu phục nó nha các bạn. Tập hôm nay là khỏi bàn rồi. Hai quả Master Ball luôn, còn gì nữa. Chúng ta sẽ lậm mày luôn bằng Whip Ball nha con. Cho mày sợ nha. Whip Ball. Và thành công luôn kìa. Có một con Spell mới kìa. Để mình xóa tên nó khỏi game sát đi. Trời ơi. Hai quả Master Ball. Sướng thật. Hay Spell. Quá đã luôn. Mình đang tìm mấy con Big Lup. Nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy. Dưới đây có một con Kosola nè. Để mình xuống xem thử nó là con gì nha. Mình cũng nghe cái tên lạ. Kosola. Rồi nó đâu rồi? Nó đây các bạn ạ. Nhìn nó giống như mấy cái sàn hồ thế nha. Liverpool thôi. Nó mới cấp 5 mà. Cấp 5 thì quá dễ dàng luôn. Liverpool. Đó. Và lần này thì chúng ta sẽ thành công. Nó không làm khó như mấy con hồi nãy nữa rồi. Đó, Kosora. Lại một em Pokemon nữa. Quá xịn. Trời, nó đang mưa các bạn ạ. Trời mưa rồi. Trời mưa thì chúng ta có thể đi qua mấy cái vùng khác như là Swampland nè. Để mà tìm thêm em Mookip. Mookip và em Lotad. Lotad thì là cái con bé lá sen đó các bạn. Nó còn có cái lá sen trên đầu á. Còn Mookip thì là cấp 1 của con Swampert. Nhưng mà mình chưa thấy. Shiny Magic Cap chúng ta không cần đâu. Ok. Bây giờ mình đi qua cái vùng nó đâu rồi. Swampland nha. Điều kiện trời mưa này thì cái bọn nó xuất hiện mới được nha các bạn. Mookip thì phải xuất hiện vào ban tối. Lotad thì vào ban ngày. Khi trời mưa và gần mấy cái lá sen nha. Đây nè. Lotad đã xuất hiện rồi nè. Đây nó đâu rồi. Lotad bé lá sen. Lẩm mày luôn nha con. Cấp 14 nên chúng ta sẽ dùng Liverpool luôn nha các bạn. Đơn giản. Trời ơi. Mới nói một phát là xuất hiện luôn à. Lotad. Còn gì băng nữa. Rồi Lotad. Xóa tên nó đi. Quá tuyệt các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ
Mình nghĩ là nên đi về cái rat bất kim để mà tiến hóa cho cái bọn này thôi. Ok, mình đã chọn ra một cái đội hình thích hợp rồi. Rồi, đó. Như vậy mới ổn chứ. Thách đấu với cái ông trainer, cái con có cái con Scorbunny này đi. Cứ eruption là nó còn một máu, cay thiệt. Nó và nó đánh mình thì cực đau luôn các bạn à. Ôi ôi, cay đó nha. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Ai ai sát hả? Mảnh băng hả? Cái con siêu này nó học khá là nhiều skill các bạn, sướng nha. Ok. Mày này con. Rồi. Mình sẽ cấu máu con Rose Ray này luôn nha. Oh, quên quên. Mình đang còn ít máu mà eruption nó làm gì không biết. Và Lotus của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Cuối cùng nó cũng tiến hóa thôi. Quá xịn luôn, Lotus. Và nó sẽ lên con gì đây? Đây là con Lumbree các bạn à. Học được Razor Leaf nè. Mình sẽ thay bằng Skill Round này đi. Quá đã. Rồi ở đây thì mình sẽ tiếp tục luyện cho mấy em Pokemon này nữa nha. Trời ơi, quá chừng quá đắt hà. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện thôi. Mày hay con Scorbunny này, con phá hoại này, lúc nào cũng còn một máu. Cay quá à, các bạn ơi. Fire Blast mình em con. Trời ơi, nó làm cái gì á, nó rải mưa đá xuống mình hay sao các bạn à. Aurora Beam, skill này khá là mạnh. Mình sẽ thay bằng đây đây, Headbutt. Eruption. À chết. Tôi quên mất. Trời ơi, tôi quên mất các bạn à. Xui thật. Nó còn một xíu máu mà cứ dùng Eruption hoài. Water Spoon nè. Mình sẽ thay luôn bằng skill Tackle nha. Rồi, rinh là được rồi. Con này chỉ có ba con Pokemon thôi, đánh hai con là rinh thôi. Chứ không là lỡ tay đánh ông chết hết. Đó, và con Sphere. Sphere đúng không? Nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Và đằng này nó sẽ lên con Sileo các bạn à. Sileo. Đây là sư tử biển. Quá là xịn luôn. Trời ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tiếp thôi nha. Các bạn thấy uy lực của Eruption không? Nó cấu được một máu rồi mà nó không không chịu cấu tiếp nữa. Cay thật. Chuyển qua Zigzag thôi. Đến giờ mình sẽ cho skill skill hệ Z ra cho cái con Rose Ray này nó sợ nha. Một skill hệ Z là nó chết thôi. Nó phải như vậy chứ. Rồi đến đây. Đó. Ồ, nó vẫn chưa có con Pokemon nào tiến hóa nè. Vậy thì chúng ta sẽ luyện cho nó tiến hóa thôi. Tiếp tục luyện cho đến khi nó tiến hóa thôi các bạn ạ. Quá đã, quá đã. Ok. Eruption nó phát trước đi. Mày hả con, đau chưa? Rồi, Lydian hả? Mày hả con, Lydian nè. Forest Shred hả mày? Rồi, Victreebel Bell thì mình sẽ không đánh nó đâu. Lỡ đánh thì nó sẽ chết hết. Ok. Và Celot của mình cuối cùng nó cũng đã tiến hóa rồi đó. À, con Celot này là màu xanh hay là màu hồng vậy? Nó đứng dưới dưới chân tôi không thấy hết vậy. Celot màu xanh các bạn à. Nhìn đã chưa? Và nó lên con Gastrodon màu xanh luôn. Trời ơi. Quá xịn. Gastrodon màu xanh nè. Ngon. Ngon. Vậy mới ngọt chứ. Có con boss Slowbro kìa. Con boss này thì chắc tí nữa mình luyện cấp xong mình sẽ ra dứt nó thôi. Slowbro. Đó là cấp 2 của con Slowpoke đó các bạn. Ok. Mình đi uống nước xíu đã. Trời ơi, nói nãy giờ khang họng hết à. Bây giờ thì mình chúng ta sẽ tiếp tục luyện luyện tiếp nha các bạn. Luyện tiếp nè. Rose Race hả mày? Dứt mày luôn nha con. Rose Race. Eruption mày nè. Đau chưa? Eruption mày tiếp nè. Rain Dance mình sẽ không học đâu. Eruption một phát nữa nè. Rồi thôi, đủ rồi.
Và Slowpoke cuối cùng nó cũng đã tiến hóa rồi đó các bạn. Ôi ôi nhìn đã nha. Slowpoke cái hiệu ứng tiến hóa nó đẹp nha. Oh. Và nó sẽ lên con. Wow. Nhìn nó ngậm cái vỏ ốc kìa các bạn. À quên, nhìn cái vỏ ốc nó ngậm cái đuôi đó kìa. Đây là con Slowbro này các bạn. Trời ơi. Ôi vỏ ốc. Vỏ ốc nó có con mắt ở trên luôn. Ghê thiệt. Ok, quá xịn rồi. Ta sẽ cất mấy con này vô. Cất vô. Hey, mình còn mấy con nữa. Còn hai con nữa, đó là Celot và con Sileo. Còn cái con Lumbree đó, nó không tiến hóa bằng level các bạn ơi. Nó tiến hóa bằng Waterstone đó. Chúng ta sẽ dứt nó luôn bằng Eruption nha. Đau chưa con? Tiếp tục. Ây da. Ây da, lên cấp quá chừng vậy. Tiếp tục là Eruption nữa nè. Đó, lên cấp vậy mới sướng không? Forest Stress hay mày? Rinh thôi các bạn à. Ồ, và Celot nó vẫn chưa tiến hóa. Ồ, vậy chúng ta sẽ luyện cho nó tiến hóa luôn. Lava Lum để mình phá một skill cái đã. Tại vì lúc đầu tiên ấy, cái con Rose Ray này á, nó luôn dùng cái skill Rotate trước. Nên là mình sẽ bị lỗ một cái kỹ năng đó. Rồi. Oh, it's super effective luôn. Ngon. Trời ơi. Quá xịn luôn rồi. Gen Headboot. Skill này chắc mình sẽ thay đi. Mình sẽ không để nó đâu. Chúng ta sẽ thay đi vì có Knock-up rồi. Có Knock-up rồi. Ok. Forest Shred hả mày? Eruption mày luôn nha con. Rồi, đủ rồi. Rinh thôi các bạn à. Quá tay là chết. Ok, mình lại tiếp tục luyện tiếp nữa thôi. Luyện đây thì nó cũng hơi nhàn một xíu, nhưng mà chúng ta được lợi rất là nhiều, rất là nhiều kinh nghiệm. Trong cái thời kỳ mà cái Rare Candy nó không thể chế tạo được thì luyện cấp ở đây sẽ là một cái đề xuất rất là tuyệt vời đó. Rare Candy nó đâu còn chế tạo được như trước đâu. Lần này khổ chúng ta hơn. Trời ơi. Này, Rose Ray hả mày? Rose Ray. Trời ơi, Eruption mình con. Đó, đạo chưa? Body Slam. Mình sẽ thay bằng skill Harden này đi. Eruption mới tiếp tục. Đó. Và Eruption nó bộc phát nữa. Phê quá các bạn à. Rồi, và Celot của mình cuối cùng nó cũng đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Wow. Đây là em Celot màu hồng nha các bạn. Trời ơi, và nó sẽ lên con Gastrodon cũng màu hồng luôn thôi. Chúng ta hãy đợi xem Gastrodon này nó có đẹp hơn cái con màu xanh hay không. Ồ, Gastrodon màu hồng luôn. Nhìn phê các bạn. Ồ. Hai con nè. Trời ơi, nhìn hấp dẫn hen. Để mình coi thử. Ồ, hai con này là hai con đực luôn. À, không phải là con đực màu xanh, con cá màu hồng, mà là hai con đực luôn các bạn à. Wow, hay thật. Ok, vậy là mình đã hiểu rồi. Ngon. Mình sẽ tiếp tục luyện cấp tiếp cho cái con Sileo đó nha các bạn. Còn Sileo nữa. Trời ơi. Còn con Sileo nữa. Đau chưa con? Dạ. Sileo thì nó sẽ lên, nó sẽ cần khá là nhiều level đó các bạn ơi. Căng thật. Sileo, để mình coi thử Sileo tiến hóa level bao nhiêu data. Sileo. Nó sẽ tiến hóa ở level 44 các bạn à. Hồi ôi, có vẻ là căng đấy. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ luyện được thôi, không có gì hết. Cái này sẽ đơn giản thôi nè. Sileo Eruption mà nha con. Đó. Tiếp tục là Eruption nó luôn nha. Mày thì Forest Jet hả mày? Rồi đủ rồi, và em Sileo của chúng ta cuối cùng nó cũng đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Cấp 44 bây giờ mình cũng luyện nhanh chứ bộ. Trời ơi, không đến mức chậm đâu. Và nó sẽ lên con. Wow, chúng ta đã đạt được thành tựu một nửa chặng đường rồi các bạn à. Nó lên con Wandrin. Wandrin. Trời ơi, con này khá xịn ha. Đây là con sư tử biệt băng các bạn à.
chứ không không còn là hải cẩu nữa. Ok, thành tựu một nửa chặng đường. Wolverine này cởi được không? Cởi được các bạn à. Ôi, nhìn rất là dễ thương luôn. Mình đã đạt được 404 con Pokemon trên 809 con rồi. Hàng chi đạt cái thành tựu một nửa chặng đường là đúng rồi. Ok, thì ở đây mình sẽ chế tạo luôn mấy cái Waterstone nha các bạn. Waterstone mình sẽ tạo luôn, đó, hai cái nha. Đó, để chúng ta sẽ tiến hóa mấy con này. Để mình lấy ra cái đã. Đâu rồi, cất nó vào. Đây, con Lumbri và con Staryu nha các bạn. Staryu. Đó, đầu tiên là con này trước nha. Con sao biển 5 cánh. Để mình coi nó sẽ lên con gì nha. Wow, con này thì nó có cái hòn ngọc mà ở giữa nó rất là đẹp ha. Nó bao bọc các kiểu rồi nữa. Và nó lên con Starmie. Con này là ngôi sao 10 cánh luôn. Và cái hòn ngọc nó cũng đã được chạm khắc nó tinh tế hơn rồi đó. Rồi, Lumbri, nó sẽ lên con gì đây? Ui, con này nhìn mặt như hút cần vậy. Ôi ôi, nhìn mặt như mới hút cần xong. Không thể đỡ nó đâu được. Ôi ôi, nhìn kìa. Ôi ôi, và nó lên cái con này dễ thương hơn nè. Ồ, và đây là Ludicolo nha các bạn. Cởi được luôn, chạy được luôn, quá là dễ thương. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình đã tiến hành thu phục gần như là hết tất cả các em Pokemon hệ nước rồi. Chúng ta chỉ thiếu 19 con. 19 con mà thực ra là 9 con thôi. Tại vì mấy cái con còn lại chúng ta sẽ tiến hóa lên được thôi. Ngoài ra chúng ta cũng may mắn có được hai quả Master Ball trong một tập luôn. Và nếu thứ hai các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment thử thách ở phía bên dưới video nha. Ngoài ra nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. We'll be right back.